Thỏ tìm nơi ẩn náu và thức ăn ở khu vực có cây cối ken đặc. Chúng đã thích nghi với môi trường này. Hệ tiêu hóa của chúng phát triển cho phép lấy được các chất dinh dưỡng và nước từ đám cây cỏ xung quanh chúng một cách hiệu quả. Ở đây, thỏ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn và tất cả các động vật ăn thịt đều phụ thuộc vào chúng. Mặc dù thỏ sinh sôi rất nhanh, song dịch bệnh đã làm giảm đáng kể số lượng thỏ ở một số khu vực. Đây là một trong số các lý do tại sao linh miêu Iberia đã từng đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Vào cuối thế kỷ thứ 20, có chưa đầy 100 con linh miêu Iberia sống ở nơi hoang dã. Con linh miêu này không hề đơn độc. Loài đại bàng dũng mãnh nhất đang bay lượn trên bầu trời và đậu xuống gần nơi linh miêu đang đi săn. Đại bàng vàng là một thợ săn đầy kinh nghiệm và mặc dù nó có thể ăn con mồi khác, thậm chí là xác thối, nhưng thỏ là một phần quan trọng trong thức ăn của nó. Nếu hôm nay nó muốn ăn thỏ thì con linh miêu tốt nhất là nên cẩn thận. Từ chỗ đậu, đại bàng vàng có tầm nhìn tốt hơn để quan sát bất kỳ chuyển động nào một cách nhanh hơn, thậm chí là từ xa. Chiến lược của linh miêu là sẽ ngụy trang bằng cách hòa mình vào đám cây cỏ. Với bộ lông đốm rất ăn nhập với đám cây cối dày đặc, nó gần như vô hình. Có thứ gì đó di chuyển trong đám cây cối rậm rạp. Con linh miêu được tận dụng cơ hội con đại bàng đang bận rộn xỉa lông, nó tấn công con thỏ đúng lúc. Để tồn tại, mỗi ngày linh miêu cần ăn một con thỏ. Sự tồn tại của linh miêu Iberia phụ thuộc rất nhiều vào những con thỏ này. Thỏ chiếm tới 80% khẩu phần ăn của nó. Linh miêu Iberia sống sót theo cách này. Ngày mai, nó lại đi săn và ăn thịt thỏ. Đại bàng vàng không còn cơ hội nào nữa nên quyết định thử vận may ở nơi khác. Sau khi linh miêu ăn xong, sẽ là lúc nó làm sạch thân mình kỹ càng. Việc giữ một bộ lông sạch sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tồn tại ở môi trường ngột ngạt này. Nhỏ hơn linh miêu Á Âu, linh miêu Iberia là một ví dụ rõ nét nhất về một loài vật thích nghi với rừng địa trung hải. Sau khi bị chia cắt trong các thời kỳ sông băng, linh miêu chia thành hai loại linh miêu châu Âu mà ta biết ngày nay. Chỉ nặng khoảng 15 kg, linh miêu Iberia nặng chỉ bằng một nửa so với linh miêu Á Âu, những người anh em nổi tiếng hơn của chúng. Kích thước nhỏ và độ dài sợi lông ngắn hơn giúp chúng chịu được mùa hè nóng bức ở Nam Âu. Nhưng dù mùa hè có nóng nực thì mưa thi thoảng vẫn xuất hiện. We'll be right back.
Mặc dù hiếm, nhưng các dòng suối vẫn là huyết mạch đem sự sống đến Sierra Morena. Gần con sông này, nơi thức ăn phong phú, có một cặp diệc xám đã xây tổ. Năm con diệc con non nớt đang háo hức chờ bố mẹ chúng quay về. Tổ của chúng rộng khoảng hơn 1 mét vuông, đang dần trở nên quá chật hẹp. Vì thế, những con diệc con đang tuổi lớn bắt đầu đi khám phá môi trường xung quanh. Chúng đã đủ tự tin để khám phá quanh cái tổ và làm vài chuyến rong chơi ngắn. Do diệc là loài chim lớn lại có cái mỏ rất khỏe, những con diệc xám trưởng thành có rất ít kẻ thù, song trứng và các con non của chúng thì lại dễ bị tấn công, nên chim bố mẹ thường không để tổ của chúng trong tình trạng không được canh gác. Chỉ khi các chim con đã lớn, chúng mới dám để con lại để đi kiếm ăn. Và với 5 cái miệng ăn háo đói này, cả chim bố và chim mẹ đều phải đi kiếm ăn liên tục. Bỏ lại đằng sau tổ diệc xám, chúng ta hãy đi về phía dòng sông. Xuôi dòng, ta bắt gặp những cư dân khác của Sierra Morena, rùa ao châu Âu. Loài rùa ao châu Âu này không thấy thoải mái ở giữa những tảng đá dưới sông. Ở đây không có chỗ đất bùn nào để chúng ẩn náu khi có nguy hiểm xuất hiện. Chúng thích một nơi nào đó yên tĩnh và an toàn hơn, nơi chúng tìm được chỗ trú ẩn. Rùa ao là một loài đã thích nghi với đủ mọi địa hình sông nước, nhưng chúng thích sống ở nơi có dòng chảy chậm và cây cối rậm rạp đem lại cho chúng nơi trú ẩn an toàn. Rùa ao châu Âu xuất hiện ở khắp vùng lưu vực Địa Trung Hải, nơi điều kiện thời tiết thích hợp nhất cho chúng. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy loài rùa này sống ở gần như khắp châu Âu và một phần của châu Á. Loài bò sát nhỏ này có một cánh mai màu đen với các hoa văn vàng xuyên tâm. Một số điểm vàng đặc trưng trên đầu và các chi của nó
là đặc điểm phân biệt nó với các loài rùa khác. Cuối cùng, con rùa này đã tìm được một nơi yêu thích, nơi có dòng nước chảy hiền hòa với rất nhiều bùn và cây cối rậm rạp, một nơi hoàn hảo để ẩn náu và tìm thức ăn. Rùa ao là kẻ cơ hội, chúng sẽ tận dụng bất kỳ nguồn thức ăn nào sẵn có, từ côn trùng đến động vật lưỡng cư, cá, xác thối và thậm chí là cả cây cỏ. Trong những tháng nóng nực nhất, nếu mực nước giảm nhiều, thì một số con rùa ao sẽ ngâm mình giữa đám cây cối. Nguồn nước là nơi thiết yếu cho sự sống. Rất nhiều loài tập trung ở quanh đó, tìm thức ăn và nơi ẩn náu ở đám cây cối xung quanh để trốn kẻ thù. Sự đa dạng sinh thái ở các sông suối ở Sierra Morena thật đáng ngạc nhiên. Và đây là nơi ta tìm thấy diệc xám. Chúng đang kiếm mồi một cách chăm chỉ để đem thức ăn về cho 5 con diệc con háu đói đang đợi ở tổ. Diệc xám bắt cá rất giỏi, nhưng còn có một loại săn mồi hiệu quả hơn nữa. Loại chim bói cá. Với bộ lông sặc sỡ và khả năng bay rất nhanh, chim bói cá là một loài chim nhỏ sống gần các nguồn nước. Chim bói cá dành rất nhiều thời gian cho việc rỉa lông, nó dùng kép mỏ để trải lông. Đồng thời, nó tiết ra một chất nhờn, giúp bộ lông không bị thấm nước khi lặn xuống dưới sông, tạo nên một lớp bảo vệ hoàn hảo. Chim bói cá và diệc xám không phải cạnh tranh nhau khi kiếm ăn vì một lý do đơn giản. Đó là do kích thước của chúng. Trong khi diệc xám nặng khoảng 2 kg thì chim bói cá chỉ nặng chưa đầy 25 g và con mồi của nó cũng rất nhỏ. Mặc dù có kích thước khiêm tốn, chim bói cá vẫn là một loài săn mồi đáng gờm.
nó không chỉ ăn cá mà còn ăn cả những con nòng nọc, côn trùng ở dưới nước dạng ấu trùng hoặc trưởng thành, thậm chí là cả các động vật lưỡng cư nhỏ. Chim bói cá là một loài chim xuất hiện rất nhiều ở khắp châu Âu và Bắc Phi, thậm chí ở nhiều nơi tại châu Á. Nó luôn tìm đến các dòng sông, suối có nước trong với thảm thực vật tương đối dày, cung cấp nơi đậu để nó có thể săn mồi. Màn đêm đã buông xuống, cùng với đó là một trong những loài vật bí ẩn và bị đối xử tệ nhất, loài sói. Sói đã từng bị săn đến mức tuyệt chủng hoàn toàn ở Sierra Morena. Tuy nhiên giờ đây, thỉnh thoảng vẫn có một con sói đơn độc lảng vảng ở những vùng núi khắc nghiệt này. Hiêu đỏ hoạt động suốt đêm vì biết rằng ở Sierra Morena có rất ít loài săn mồi dám nhắm đến chúng. Tuy nhiên, bản năng cho chúng biết là nguy hiểm đang đến gần. Một con hiêu đỏ đang lớn, đang đi lang thang, cách xa cả đàn. Hành động hớ hênh này có thể khiến nó mất mạng. Con hiêu đi vào khu vực rừng rậm. Khi thảm thực vật quá dày và những tán lá tạo thành một tấm màn chắn màu xanh, thì những tia nắng chiếu xuống mặt đất sẽ ít hơn, cỏ sẽ tươi hơn và ngon hơn. Tình cờ, con sói đơn độc lại chạm trán con hiêu đỏ. Sói săn mồi theo đàn, và một con sói lớn sẽ gặp nhiều rủi ro nếu nó định tấn công một con vật to khỏe như vậy. Việc đó sẽ tốn rất nhiều sức, thậm chí sói còn có thể bị thương nặng. Con sói quyết định sẽ đi kiếm một con mồi khác nhỏ hơn. Con sói háu đói đã gặp may. Trên đường đi,
nó gặp một cái xác thối. Đây là nguồn protein mà nó rất cần, và nó có thể tận hưởng mà không mất chút công sức nào. Giờ đã đến lúc nó thỏa mãn cơn đói của mình. Có kẻ cắt ngang bữa tối của nó. Con sói đơn độc không muốn đánh nhau với con linh miêu nên quyết định bỏ đi, nhưng không quên mang theo miếng mồi. Đêm sắp trôi qua, và con sói sau khi đã no nê, nó lăn lộn trên mặt đất. Việc làm sạch bộ lông bằng đất cát khiến nó cảm thấy dễ chịu trước khi đi tìm một nơi yên tĩnh và cách biệt để ngủ một giấc ngon lành.